Hey, xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Mình Mai Quy đang đứng kế bên anh Dũng Trân, là người làm ra cái phân bón mà làm cho kiếm Phan Chí nảy rất là nhiều con các bạn. Hồi nãy có một cái chậu kiếm mình thấy nảy quá trời nhiều, và ở đây rất là nhiều chậu con nó nảy, đặc biệt là kiếm Phan Chí của ảnh. Thì trồng kiếm Phan Chí mà hiện tại giờ Phan Chí cũng đang có giá, thì cái phần cái đẻ con, cái nảy mầm, cái mà nó phát triển để chúng ta kiếm được tiền là nó rất là quan trọng, mà lá nó không bị sần nữa các bạn. Thì hôm nay Mai Quy với anh Dũng Trần xin giới thiệu cái phân này cho chúng ta. Đây, bây giờ quay lại cái chậu hồi nãy đi. Cái chậu này nó đẻ bao nhiêu con anh? Nó đẻ là một con nè, hai con nè, ba con nè, bốn con nè. Bốn con mà có hai mẹ thôi, chứ có một mẹ này thôi. Đẻ ra cái cây này, cái này đẻ ra hai cái con. Xong xuôi bắt đầu đẻ đi, hai cái con tiếp tục nữa. Ký ở đây mà trồng phân này á, cây khoảng 2 tấc thôi là bắt đầu đẻ con. 2 tấc là đẻ con. Cứ đẻ liên tục. Mà đẻ một cặp nè, anh em ngó nè. Một cộng nè, tôi không kích, tôi không gì hết nè. Anh em thấy cái mầm, cái chân vẫn còn thấy không? Nó chân cho tôi đâu có đụng chạm tới nó chân đâu. Mà đi hai con nè. Mà con khỏe mạnh nha, con nù gốc nha. Nù nè, coi như rất là đẹp nè, nù mập nè. Anh em thấy nè đó. Tôi không có đụng chạm gì tới cái đó. Phân ở đây đặt kẹo ha, không dùng cái gì khác. Ảnh cũng không tưới cái kích rễ gì khác, chỉ dùng cái phân này. Cái phân này thì theo anh đánh giá cái hay nhất của phân này là cái cây, một cái cây con già nhỏ xíu mà rễ đi vậy nè. Rễ đi chi chít nha. Anh vậy cái phân này anh đánh giá nó mạnh nhất là cái gì? Nó mạnh nhất là đẻ con. Đẻ con. Thứ hai là rễ. Ừ. Là cực đẹp. Không cháy. Không bao giờ cháy, tôi bao cho anh em bỏ thoải mái. Luôn cả trồng không cháy thể luôn vẫn được. Ở đây tôi trồng nó nha. Ở dưới này tôi xài một lốp mút nè, gần nửa chậu là mút. Trên này tôi còn cho một lốp than, tôi không xài lỗ thông luôn. Tôi xài một lốp than, còn bao nhiêu khoảng 10 phân là tôi cho ăn toàn bộ là làm phân này hết. Không cháy rễ, không sần cây. Chứ còn cái nhiều cái lỗ phân mà bỏ vô, mà nếu Phan Chí mà dám bỏ vô kiểu này á, thì tôi nói là tất cả rất là nhiều anh em không dám bỏ. Bỏ vô là bị sần, như tôi ở đây là tôi bỏ 100%. Nếu cần thiết anh em tới vườn tôi moi lên coi, phải đúng là lúc nào cũng bằng phân 100%, ăn rễ thôi, rễ trồng 100% hết. Còn thí dụ ai có sẵn như vậy thì moi cái lớp mặt lên rễ phân vô thôi đúng không? Đúng rồi, nếu mà mình có một cái chậu mà chưa bao giờ bỏ phân thì bây giờ anh em về anh em cứ cào bớt ra. Tôi thấp khoảng chừng 10 phân, anh em cho ăn chậu lên, ăn lên vào cái phân tôi nó nở nha. Anh em bỏ khoảng cỡ này thôi là nó nở lên bằng mặt chậu, chứ không cần phải bỏ đầy. Rồi tương lai đường dài nó có làm cho gã một gì không anh? Gã thì tôi chưa thấy gã, ở đây giờ tôi trồng là tôi tưới lần 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng luôn. Tôi thử coi nó có gã không, nhưng mà nó không gã. Nhưng mà anh thấy có mấy chậu gã là nãy nói là nó gã gì? Là do là bị con nó bị tại đó, nó giống như chậu này nó bị gã nè, gã luôn cái bột nè. Nhưng mà cái đó là bị kiến. Thì học Phan Chí trồng kiến hầu như là lúc nào cũng có kiến, mà kiến nó có vô đây nó ăn thì cũng không có hiệu quả, không có tác dụng gì hết. Nó cũng không có làm gì tới hư hại cây hết. Nó bảo vệ cái cây mình không có sâu gầy thôi. Cái con kiến này anh em cũng không có nên giết nó làm gì. Vậy anh có thể anh kiếm một cái chậu nào mà nhổ lên để coi cái vàng rễ dưới sao không anh? Nhổ anh em thích nhổ luôn, nhổ luôn cậu, cho cái chậu con kiến này luôn cũng được, không thấy sao đâu. Còn cái chậu này quý quá, anh đang lên đẹp, anh nhổ luôn. Được, nhổ luôn nè. Nhổ luôn chứ đâu có gì đâu, tôi sợ nó. Nhổ lên làm lại đúng không? Lại đúng không? Lấy cái kéo tôi bấm cái cọng dây ra tôi nhổ luôn. Không, anh nhổ lên cái cây này đi theo, cái cây sắt này đi theo. Ở đâu có sao đâu, nó đâu có dính dưới đâu. Giờ nắm vịn nhổ lên thôi, rồi mình lắp lại thôi. Anh em cần thiết anh em tôi nhổ luôn cái chậu con Phan Chí này lên luôn. Đi đang đi bốn con nè, lực mạnh nha. Nhổ luôn nè. Ô mẹ ơi. Rễ nè. Đó. Ô đó. Các bạn coi nè, rễ trắng bóc. Đó. Em lắc lên coi coi đi, rễ. Đó. Đúng rồi, anh bươi ra luôn đi. Coi có bị thối rễ không? Không có thối, còn rễ đen nào hết trơn á. Rễ là phân nhánh phân chi. Cực đẹp. Đúng rồi, cái phân này hay cái chỗ là nó phân. Kể cả con nó cũng ra nhiều mà rễ nó ra rất là nhiều nhánh. Đó, anh em là ngó nè, rễ nè, phân nhánh phân chi nè, thấy không? Đó. Ôi, trồng vậy thì nó tốt quá. Nó đủ rồi. Anh em ngó nè, đó, Phan Chí mà tôi trồng nè, đó tự đẻ hai con bự vậy nè, hai con. Đó nó lên đẹp chưa? Đó, đẻ con. Ồ, quá trời con luôn. Rễ là phân nhánh hết. Để nằm vậy đi. Rồi để mình trồng lại thôi, đơn giản thôi. Đó thì các bạn có thể thấy là thực tế luôn.
chứ cũng không phải là giới thiệu. Không có một cái ghế đen nào hết. Anh, như vậy á, từ lúc mà anh trồng cái phân này là chắc cũng khoảng nửa năm, đúng cho rồi. Vậy đi. Thì từ bao nhiêu củ kiếm và bây giờ là bao nhiêu củ anh? Hồi xưa đó thì tôi, trí của tôi đó là tôi có khoảng chừng 20 củ. Ừ. Mà tôi trồng mới nay là một năm rưỡi, thì hiện nay tại vườn tôi có khoảng 300 cộng trí. Wow. Khoảng 300 cộng. Tôi đoán tôi điếm không hết chứ khoảng 300 cộng. Gấp 20 lần. Chứ anh em chưa thấy nó đẻ kiểu này mà nó nè, đẻ chi chích gì vậy nè. Đó, bốn con này thấy không? Ừ. Nó cỡ này nó đẻ, nó kiểu phân ký làm sao mà đẻ gì được. Đúng. Mà nó ăn cái phân này vô nó đẻ gì nè. Phân ký là, nó chôn chậu bự á thì nó đẻ là bình thường. À. Nhưng mà nó nhỏ nhỏ vậy nó rứt cái thế nào nó đẻ. Nhưng mà em có trồng chậu bự gì nữa đó. Chắc em có trồng chậu bự á thì nó lá nó phải trưởng thành. Đúng. Mà thường thường nó đi một con chứ không bao giờ nó đi hai con như thế này. Mà cái khoăn của anh vô thì nó chứ đi cặp không. Vậy đó. Nhưng mà nó đi, nó tự đi, nó tự đẻ nha. Đây là nếu bao giờ mà mình kích thúc nó cho nó đẻ đó thì thường thường á là nó sẽ yếu cây, nó sẽ đứng một bên, nó đi một bên. Ừ. Mà đây á là nó đi đều hết luôn. À. Nó đi đều con luôn. Đó, con nó tự đẻ tự đi. Là tôi không có đụng chạm tới thuốc men. Tôi chỉ có mà xịt sâu gầy bệnh thôi. Rồi nếu mà muốn kích bông thì mình xài cái thằng 60-40 mình kích thôi. Chứ còn tôi không xài một cái loại phân gì nữa. Không xài 20-10-10 hoặc là 30-10-10 tôi không xài mấy thứ đó. Tôi chỉ có tưới nước thôi. Nhưng mà cái phân này vô thì anh em chỉ cần tưới một lần, nghỉ hai ngày sau tưới lại bệnh vẫn được. Cái độ ẩm nó giữ rất cao. À. Ừ. À, không cần phải thuốc xịt. Vậy là ok, vậy là tuyệt vời quá. Anh vậy cái phân này mà bón vô mấy dengue nắng VIP bây giờ chớp chiếc thì sao? Thì đừng có nói tới đẹp, cực kỳ đẹp. Anh thấy kiếm là một cái lần kiếm phân ký là cái dòng khó chịu nhất. Ai cũng trồng cũng sợ nó là nó đi rất chậm. Nhưng mà đây tôi trồng nè. Anh em ngó cái chậu này phải một cộng đúng không? Một cộng già đúng không? Ừ. Đi ba cây con nè. Ừ. Ba cây con khỏe mạnh không? Tôi không có kích thuốc gì cho nha, đụng chạm gì tới thuốc nha. Không mà có con đi là khỏe mạnh vậy nè, mập mạp vậy nè. Nó đi ra là nó nở cái lưới ra nè. Em thì đảm bảo một điều là trong phân này của anh. Phân ký nè. Trong nè, phân này lá phân ký là đúng không? Anh em nhìn thấy lá phân ký không? Em đảm bảo trong phân này của anh nó có cái kích thích ra chồi ra rễ, nhưng đó là kích thích tự nhiên. Tức là từ cái chất tự nhiên trong thiên nhiên. Đúng rồi. Chứ không phải là dạng kích giống như là dùng cây quy hay là bóp chích. Đó, thì nó sẽ an toàn. Cái này tôi cũng có cho một số bạn thử, nhưng mà tôi nói là nếu mà phân trí mà mình làm một cái loại phân mà để cho anh em người ta trồng, người ta bị hư hại, thứ nhất là người ta sợ, tối kỵ nhất là phân trí mà bỏ cái phân này vô sần. Nó bị sần lá là chết mẹ liền, là người ta chữa chết. Tâm gia tôi là tôi đã nghiên cứu từ vườn tôi rồi, tôi mới đưa ra tôi cho ngoài thị trường cho mấy anh em cũng trồng, cùng trồng chơi nhau, cùng đam mê nhau, để ta nghiên cứu thử thì ta thấy thành quả rất là cao, là không có bao giờ bị sần. Bỏ vô là rễ đẹp, cây đẹp, đẻ con cực nhiều đó các bạn. Đó là chính là cái lý do là Mai Quy hôm nay đến đây tại vườn lan Dũng Trần và đến cái xưởng kho anh Dũng Trần làm phân để giới thiệu và đưa ra cái phân này cho chúng ta chơi. Vì cái mục đích của Mai Quy mong muốn bao giờ cũng là đưa ra một cái sản phẩm tốt dành cho các bạn chơi và sử dụng, không có bị giống như là trái lá hay là trái rễ hay là lá sần. Thì đã kiểm chứng qua anh Dũng trồng và những anh em nghệ nhân khác trồng. Thì nếu các bạn có nhu cầu về phân này thì các bạn theo cái liên lạc ở trên cái video đăng ha, để chúng ta có được cái sản phẩm tốt nhất là cho kiếm phân trí bội thu tiền nhiều. Cảm ơn các bạn, xin chào. Xin chào.